Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt Ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh, bao gồm Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, cùng các cơ quan thông tấn báo chí năm 2024. Trong năm 2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh và cơ quan thông tấn báo chí tổ chức 260 buổi quán triệt học tập chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, tỉnh ủy. Gần 260 nội dung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đăng 800 tin, bài, mở gần 50 chuyên trang, chuyên mục, sản xuất 120 chương trình, 400 bản tin, 24 phim tài liệu, gần 100 phóng sự, 500 chương trình phát thanh trong đấu tranh, phản bác trực diện với các luận điệu chống phá, các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tại buổi gặp mặt, Cục Chính trị Quân khu 2 đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 2. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên về tìm hiểu thực tế và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng, phát triển Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của thành phố Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đưa thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liền luôn là điểm sáng, đầu tàu kinh tế của cả nước. Cụ thể trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài, tổ chức kết nối xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an ninh quốc phòng. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẵn sàng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực cũng như tăng cường hỗ trợ hợp tác với các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều chương trình hợp tác đạt kết quả cao như chương trình liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Đông Bắc bao gồm Thái Nguyên. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Trong bài phát biểu, Thủ tướng đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN-Australia trong thời gian tới. Lãnh đạo Australia và ASEAN bày tỏ sự hài lòng với sự phát triển quan hệ và thành quả hợp tác giữa hai bên, nhất là từ khi hai bên thiết lập đối tác chiến lược năm 2014 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội nghị, đánh giá cao quan hệ gần gũi và lâu đời giữa ASEAN và Australia và sự hợp tác hỗ trợ của Australia đối với ASEAN 50 năm qua. Thủ tướng đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN-Australia thời gian tới. Theo đó, ASEAN và Australia cần đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 năm tới, đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động, đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và những ngành lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đề xuất tổ chức diễn đàn cấp cao ASEAN-Australia về kinh tế số để trao đổi cơ hội hợp tác, trong đó có khả năng đàm phán hiệp định kinh tế số ASEAN-Australia. Ba tăng cường mà Thủ tướng đề xuất gồm tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, thúc đẩy xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, khuyến khích các nước lớn đóng góp có trách nhiệm với khu vực. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Australia công bố bổ sung 222,5 triệu đô la Australia cho hợp tác với các nước tiểu vùng Mekong, lập quỹ đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Australia và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư với các nước ASEAN thời gian tới. Sẽ tăng mức xử phạt đối với những phát ngôn lệch chuẩn của nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOLs trên không gian mạng. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Theo quy định, mức xử phạt đối với hành vi phát ngôn lệch chuẩn trên không gian mạng hiện nay là từ 5 đến 10 triệu đồng. Các sở thông tin và truyền thông thường chọn mức xử phạt ở giữa là 7,5 triệu đồng. Nhìn chung, đối với một bộ phận người dân, mức phạt 7,5 triệu đồng là rất lớn. Tuy nhiên, đối với một số người, đơn cử như người nổi tiếng, nghệ sĩ, thậm chí là những người kinh doanh thu lời trên mạng xã hội, thì mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe.
Nghiên cứu từ quốc tế cho thấy, một trong số trường hợp dù tăng đến mức nào cũng không đủ sức răn đe, nhất là với những nghệ sĩ có quảng cáo hàng tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng này, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang trình chính phủ nghị định thay thế nghị định 72, trong đó có các quy định về hoạt động phát ngôn trên không gian mạng. Dự kiến giữa năm 2024, nghị định này sẽ được ban hành. Tròn 10 năm ngày thành lập Học viện Chính trị Công an Nhân dân ngày 1 tháng 3, nhằm ôn lại sự ra đời, phát triển của Học viện và đưa ra những định hướng trong thời gian tới. Ngày hôm nay, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Học viện Chính trị Công an Nhân dân, 10 năm xây dựng và định hướng phát triển. Các đại biểu đã đánh giá nêu bật những kết quả mà Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã đạt được trong 10 năm qua, với những dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ trương thành lập Học viện Chính trị Công an Nhân dân là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ và của lãnh đạo Bộ Công an. Từ khi ra đời đến nay, Học viện đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào quá trình truyền bá chủ trương đường lối chính sách của Đảng trong lực lượng công an nhân, đồng thời đào tạo cho lực lượng công an nhân một đội ngũ cán bộ chính trị có bản lĩnh vững vàng, kiên định và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó. Chỉ trong vòng 10 năm thôi, thế nhưng mà Học viện Chính trị Công an Nhân dân cũng đã có gần 100 cái đề tài các cấp, và trong đó rất đáng chú ý là 6 đề tài cấp nhà nước và 38 đề tài cấp bộ, tổ chức nhiều hội thảo tọa đàm khoa học, trong đó có gần 100 kỷ yếu. Thế thì đây đều là những cái kết quả nghiên cứu khoa học rất là thực, đóng góp rất là quan trọng vào công tác nghiên cứu, lý luận và tổng kết thực tiễn. Có thể nói Học viện Chính trị Công an Nhân dân là trường đảng của lực lượng công an với nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng các trình độ lý luận chính trị, mà trong đó trọng tâm là đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ công an nhân dân. Chúng tôi sẽ tập trung chăm lo, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo các trình độ lý luận chính trị, nhất là đào tạo cấp bằng cao cấp chính trị, trung cấp chính trị, bồi dưỡng chức danh chỉ huy. Và hướng sâu quá trình đào tạo bồi dưỡng đó để phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng lực lượng công an dân gắn với 4 cấp công an. Những kết quả đạt được đó là cơ sở tiền đề để Học viện Chính trị Công an Nhân dân phát huy và tiếp tục xây dựng, phát triển trong giai đoạn tiếp theo với triết lý giáo dục và khẩu hiệu hành động, phẩm chất mẫu mực, lý luận rộng sâu, thực tiễn sáng tạo.